Xin được kính chào các bạn khán giả của kênh Tết Trần TV. Vừa rồi là hình ảnh của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ả Rập Xê Út, ông Reknab. Chúng ta hãy cùng có mặt ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngày hôm nay để theo dõi xem là thầy trò huấn luyện viên Reknab làm quen sân vận động quốc gia Mỹ Đình như thế nào. Đây là buổi tập làm quen sân đầu tiên cũng là duy nhất của họ. Chúng ta hãy cùng xem là đội đã đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỷ số 3-1 ở lượt đi thì sẽ chuẩn bị như thế nào trước trận lượt về. Và chúng ta đã thấy là họ đã có những cái phát biểu rất tôn trọng chúng ta, dù chúng ta đã thua gần như là tất, phải nói đúng hơn là tất cả các trận đấu chúng ta đã diễn ra chúng ta đã thua rồi. Chúng ta hãy cùng xem là họ có một sự chuẩn bị kỹ càng như thế nào trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình diễn ra vào ngày 16 tháng 11 năm 2021. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên trưởng cũng như là trợ lý của đội tuyển Ả Rập Xê Út đến sớm hẳn một tiếng các bạn ạ. Đây là một cái sự đến sớm mà mình cho rằng là cũng hơi bị sớm quá. Hôm nay đội tuyển Ả Rập Xê Út khác với chúng ta là họ tập luyện vào khung giờ 6 giờ 30 phút tối. Và chúng ta thì tập làm quen sân vào cái lúc mà 6 giờ đúng. Sự chênh lệch khoảng 30 phút này thì không có quá nhiều những vấn đề lớn. Tuy nhiên là cái việc mà họ đến sớm hẳn một tiếng, huấn luyện viên trưởng ra đây sớm một tiếng thì mình cũng thấy là cũng khá giống với đội Nhật Bản đấy. Nhật Bản đến khá sớm và cả đội ngũ trợ lý cũng như là ban huấn luyện cũng đến rất là sớm. Có một chi tiết nữa mà có lẽ là hình ảnh cũng không ghi được, đó là họ luôn luôn khác với Nhật Bản nhá, là Nhật Bản thì họ di chuyển bằng hai cái xe gọi là xe 52 chỗ, xe to đấy. Nhưng mà ở đây đội Ả Rập Xê Út thì họ không những di chuyển bằng xe 52 chỗ mà họ còn di chuyển thêm nữa bằng một cái xe chuyên chở những dụng cụ tập luyện, xe cái xe thùng to mà chở mà 8-10 tấn mà hôm ở sân bay ấy. Thì mình thấy là họ mang hẳn đến sân tập, họ từ cái đợt ở từ những buổi tập ở Hàng Đẫy cho đến những buổi tập ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thì qua đó để mình thấy thực sự là cái đội Ả Rập Xê Út này có một cái sự chuẩn bị trong những buổi tập này thực sự cũng rất là kỹ càng. Thực tế là Ả Rập Xê Út các bạn thấy là cũng đã mang những cái thiết bị cũng khá là chuyên dụng, đặc biệt là họ cũng chuẩn bị rất kỹ cho cái việc làm truyền thông. Các bạn thấy là có cả máy ảnh rồi là máy quay video các thứ, họ chuẩn bị kỹ càng, bởi vì thực tế họ ở Ả Rập ở Việt Nam ấy thì không có nhiều phóng viên Ả Rập Xê Út tác nghiệp hay là ở gần khu vực của Việt Nam. Bên cạnh đó thì cũng không, thực ra là cũng không, họ cũng không quá quan tâm đến cái đối thủ như Việt Nam của chúng ta đâu, thực sự là như thế. Họ tôn trọng thực sự đấy, nhưng mà không phải là những cái trận đấu mà họ nhận được quá nhiều những sự quan tâm từ phía một khi mà gặp một đối thủ yếu như này. Quay trở lại với hình ảnh trong buổi tập thì hôm nay mình nhìn thấy là họ đã chuẩn bị một cái áo để mang ra. Không biết để làm gì, chúng ta hãy cùng quan sát. Họ đang cầm một cái móc treo áo nữa, áo số 29 đấy, của Ả Rập Xê Út. Cùng đi cùng là có người chụp ảnh đấy, có những người làm truyền thông rất là kỹ càng. Chúng ta sẽ quan sát xem họ làm cái gì đấy. Rõ ràng là cũng có những cái điều đặc biệt ở đây. Hình như nó treo ở đây đấy. Rồi họ sẽ di chuyển qua khu vực lưới và mình đoán là họ sẽ treo cái áo lên lưới rồi. Họ sẽ treo áo lên lưới để có thể treo vào. Rồi. Nói vui ở đây có thể là đội tuyển Ả Rập Xê Út phơi áo tại Mỹ Đình đi. Cho nó vui đúng không ạ? Phơi áo tại Mỹ Đình. Mình sẽ ra mình hỏi bạn này một chút xem là cụ thể là như thế nào. Big match with Vietnam against Saudi Arabia. Okay. Just that. In Vietnam. Now please, because now
Now if you can. Okay. Dạ, một vụ gì đấy anh ạ? Số 29 là sao? Nó khá là xử lý. Vâng, như vậy là họ đã treo cái áo lên chủ yếu là để chụp những cái tấm ảnh để làm truyền thông trong cái trận đấu trước trận đấu giữa Ả Rập Xê Út và đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó thì họ cũng có nhờ mình nói vài câu để gửi đến những cái thông điệp bằng tiếng Việt các bạn ạ. À, đó. Quay trở lại với hình ảnh trong buổi tập thì lúc này thì mình thấy huấn luyện viên trưởng của họ đang chuẩn bị ra chơi bóng, chơi một trò bóng như kiểu bóng bàn ấy. Bóng bàn nhưng mà bằng trái bóng với các trợ lý. Còn ngoài ra thì họ cũng đã xếp sẵn những cái dụng cụ liên quan đến mắc cơ người để có thể tập những cái bài đá phạt. Đây là một cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng. Và chắc chắn là họ đã tính đến những phương án đá phạt rồi. Đội ngũ trọng tài lần này sẽ là một tổ trọng tài đến từ Tây Á. Và có lẽ là sẽ cùng với khu vực Tây Á phía Ả Rập Xê Út. Và biết đâu là họ cũng có những lợi thế liên quan đến gọi là một chút thiên vị thì sao. Chính vì thế mà họ sẽ đã chuẩn bị rất là kỹ những cái phương án đá phạt để làm sao sẵn sàng đối mặt với cả chúng ta. Phương án đá phạt này chắc chắn sẽ được sử dụng một cách tối đa. Biết đâu họ sẽ tận dụng những cái pha ăn vạ nào đó ở khu vực ngoài vòng cấm địa và tận dụng những pha sút phạt để đánh bại chúng ta. Đó là những phương án mà mình dự đoán mà thôi. Đây các bạn thấy là các trợ lý cũng như huấn luyện viên trưởng Ricknard đang rất là thoải mái. Có một chi tiết mà mình cũng chia sẻ với các bạn về cái anh chàng huấn luyện viên này. Mình đã nghe một câu chuyện là trước đây thì anh chàng huấn luyện viên này đã từng là một cái người làm ở trong cái công việc dọn vệ sinh và đã trải qua những cái cuộc sống và những cái khoảng thời gian cực kỳ khó khăn, cũng đã bôn ba rất nhiều đến các nước khác nhau. Và cái sự nỗ lực, cái sự quyết tâm của ông này cũng mang đến cho ông những cái thành công rất là quý báu khi mà ông đã cùng với những cái đội bóng ở châu Phi chinh phục những cái giải đấu và những cái danh hiệu hàng đầu châu Phi. Đó là những cái dấu ấn thực sự đậm nét của huấn luyện viên Ricknard. Và chắc chắn là với những kinh nghiệm đó thì ông sẽ... Các bạn thấy là bây giờ ông đã bắt đầu khẳng định được mình khi đã liên tiếp có những trận đấu thăng hoa và giúp cho đội Ả Rập Xê Út đang dẫn đầu trên cái bảng xếp hạng. Và mình nghĩ rằng Ả Rập Xê Út sẽ vượt qua cái vòng loại World Cup 2021 này với một cái vị trí rất là cao và sẵn sàng bước đến vòng chung kết. Mình tin là như thế. Còn lại thì đương nhiên là chúng ta sẽ cùng chờ đợi và hy vọng rằng là những chiến binh sao vàng của chúng ta sẽ có được kết quả tốt trước Ả Rập Xê Út khi mà họ sẽ phải thi đấu trên sân nhà. Và bản thân chúng ta cũng như thầy Park cũng rất là sẵn sàng đối đầu với cả thầy trò huấn luyện viên Ricknard rồi. Đây là một cái bài tập mà có thể nói là đem đến một sự thư giãn. Hôm nay thì họ đến khá sớm cho nên là họ có một quãng thời gian chuẩn bị thoải mái. Như các bạn đã biết thì là cái lịch tập thì nó là lịch cố định. Tuy nhiên là các đội bóng hoàn toàn có thể đến sớm để tham gia chuẩn bị cho buổi tập một cách kỹ càng. Mình nhớ lần gần nhất mình đọc thông tin thì Xavi, tân huấn luyện viên của Barcelona, cũng có những yêu cầu liên quan đến việc các cầu thủ phải đến sớm tại sân tập của mình trước mấy tiếng đồng hồ ấy. Đấy, thậm chí là các trợ lý phải đến sớm hơn để cho thấy một cái sự chuẩn bị kỹ càng của những đội bóng lớn. Thì rõ ràng là một đội tuyển như Ả Rập Xê Út cũng là một đội tuyển rất là chuyên nghiệp và chắc chắn là họ cũng có sự chuẩn bị kỹ càng như thế này trước một trận đấu quan trọng. Với một không khí vui vẻ như này, chắc chắn cả hai đội sẽ có một tinh thần thoải mái và đem đến cho chúng ta những cái màn trình diễn hấp dẫn và có chuyên môn cao. Thực tế thì lúc này mình cảm thấy là xem Việt Nam đá với các đội bóng thì cái tính chiến thuật nó đã rất là cao hơn so với ngày xưa rồi. Ngày xưa thì rõ ràng là chúng ta cũng rất là nỗ lực để có thể thi triển những cái cách chơi. Tuy nhiên là bằng vì những cái yếu tố liên quan đến thể hình, thể lực, thậm chí là những kỹ chiến thuật của chúng ta còn rất là non kém. Vì thế mà chúng ta thường thường thua những cái cách thua của chúng ta thực sự là rất là đáng tiếc. Và cái điều đó dẫn đến cái việc là thực ra là cho đến bây giờ thì những đối thủ lớn tại châu Á không hề tôn trọng và dành những cái sự đề cao so với những cái đội bóng đến từ Đông Nam Á như chúng ta.
Thái Lan có lần duy nhất vào đến vòng loại cuối cùng World Cup thì cũng đã nếm những cái thất bại, và thành tích mà của họ thì cũng hiện tại họ cũng điểm số của họ đạt được tại vòng loại cuối cùng World Cup cũng đang hơn chúng ta đang thua Thái Lan cơ về mặt thành tích. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Các bạn thấy đây là số 7 Farai, đội trưởng, người có thể coi là ngôi sao sáng của đội tuyển Ả Rập Xê Út. Mình nhớ là cái trận đấu lượt đi thì cầu thủ đội trưởng của Ả Rập Xê Út cũng đã là người mà thi đấu rất là hay và khiến cho đội bóng của chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn. Nói chung là Ả Rập Xê Út thì không có quá nhiều những ngôi sao đến từ những cái đội bóng hàng đầu thế giới, nhưng mà họ lại có một tập thể là tốt và họ có một sự chuẩn bị kỹ càng. Đồng thời là mình thấy là cái tình yêu bóng đá của người dân nước họ cực kỳ lớn nữa. Lúc này thì cũng giống với các đội bóng hàng đầu, Ả Rập Xê Út đã đến sớm và trang bị cho mình những chiếc áo để mặc những cái thiết bị làm sao để có được những chỉ số. Có một điều mình cũng đã thắc mắc là tại sao họ không mặc từ cái căn phòng của họ mà phải họ ra đây với mặc. Thì qua tìm hiểu thì mình được biết là những cái thiết bị này ấy, là do đội ngũ trợ lý người ta nắm giữ và phải ra đến sân tập thì họ mới bắt đầu phát và trao cho những từng nhân sự một, chứ họ không thể để cho các cầu thủ tự quản lý được. Vì họ những cái thiết bị này sau này thì họ sẽ cầm và họ sẽ đọc lại những chỉ số để kiểm soát lại và để biết được xem là chỉ số của các cầu thủ tập luyện ra làm sao, di chuyển như thế nào, các cái chỉ số liên quan đến việc tập luyện có tốt hay không. Đây là một đội bóng đầy chuyên nghiệp và rõ ràng là họ đã có được sự chuẩn bị kỹ càng. Cái hôm mà mình đón đội tuyển này tại sân bay quốc tế Nội Bài thì họ thực sự là đã mang rất là nhiều đồ đạc, còn nhiều hơn cả đội tuyển Nhật Bản nữa. Đương nhiên họ là một đội bóng nhiều tiền, nhiều của, giàu có rồi, nhưng mà thực sự với cái việc mà họ mang nhiều những cái thiết bị như thế, rõ ràng là để thấy là bóng đá chuyên nghiệp cần điều kiện tốt, cần tiền như thế nào. Bạn thấy là họ đã mang cả những chiếc xe đạp nữa. Hôm nay thì có lẽ là họ sẽ mang xe đạp sân tập. Mình được biết là tại hàng đẫy thì họ cũng đã mang những chiếc xe đạp tận sân tập rồi. Có nhiều bạn thắc mắc là tại sao họ không sử dụng những cái xe đạp tại khách sạn Grand Plaza. Tuy nhiên là đó là những cái chiếc xe đạp tập luyện và được gắn liền tại khu vực phòng tập, nhưng mà họ thì có một cách tập rất dị, đó là họ mang những xe đạp đấy tận ra ngoài sân tập cơ. Đấy. Tuy nhiên xe đạp thì nó có rất là nhiều những tác dụng. Mình nhớ ngày xưa những cầu thủ đứt dây chằng thì thường thường hay đạp xe để làm sao cái gối nó thực sự là nhuyễn, ra nhiều dầu và tránh được những chấn thương. Thì dành cho những cầu thủ nào mà có những cái tiền sử liên quan đến việc chấn thương đầu khu vực đầu gối hoặc là bình phục hoặc là tập phục hồi thì cái xe đạp nó rất là quan trọng. Những cầu thủ đứt dây chằng thường thường sẽ được gọi là yêu cầu phải đạp xe đạp rất là nhiều để làm sao cái khớp gối nó thực sự là trơn tru và sẵn sàng bước vào những cái bài tập. Lúc này thì họ ra sớm và cũng giống như Việt Nam thì họ cũng sẽ có một quãng thời gian để thoải mái khởi động, tự tập luyện tự do. Việt Nam chúng ta thì ra sớm nhưng mà chúng ta tập theo cái hướng dẫn của trợ lý huấn luyện viên thể lực Park Sung Kyung. Và với Ả Rập Xê Út thì họ lại không như thế. Họ lại có vẻ như tự khởi động bằng những cái bài truyền bóng bổng với nhau. Có một chi tiết là mình đã quan sát thấy là họ đã giao kèo là ai mà đá hỏng thì có hình như bị búng tai các bạn ạ. Đó là những cái chi tiết mà khá cho thấy họ khá là thoải mái tinh thần, vui vẻ trước trận đấu gặp Việt Nam. Ở những buổi tập như này thì có một cái quan sát là thường thường các cầu thủ sẽ mặc áo không số, nhưng mà ở đây các cầu thủ Ả Rập Xê Út thì mình để ý từ đấy búng tai các bạn này, búng tai này, đấy, cầu thủ này đá hỏng và bị búng tai. Đang nói dở cái việc mang áo không số thì Ả Rập Xê Út khác với nhiều đội bóng thì họ lại mang áo có số. Các bạn biết là Nhật Bản cũng tập luyện làm quen sân Mỹ Đình với những chiếc áo không số, và chúng ta lại quan sát đến Ả Rập Xê Út lại mang áo có số, và có lẽ là họ cũng khá tự tin về cái việc là kể cả mọi người cũng có thể biết được tên hay là biết được số áo các cầu thủ trong cái buổi tập như này thì chắc là cũng chả sao. Đó. Hôm nay thì
Đấy, các bạn thấy là khi mà đá hỏng thì sẽ bị búng tai. Tuy nhiên là những trường hợp 50-50 thì sẽ được bỏ qua. Rồi. Những cái tâm lý thoải mái trước trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam đúng không ạ? Ở trận đấu lượt đi thì mình quan sát là đội tuyển Ả Rập Xê Út thể hiện một cái lối chơi rất là đồng đội, chịu khó phối hợp và là một tập thể rất gắn kết. Họ chịu khó và họ kiên trì với cái lối đá của mình. Cái đạp xe kìa. Các bạn thấy ở đằng xa thì mình đang thấy là có một cầu thủ đang đạp xe rồi. Các bạn thấy chưa? Chiếc xe đạp chỉ có một bánh và chủ yếu là để cho các cầu thủ tập luyện và tập phục hồi gì đó. Họ mang duy nhất một chiếc xe đạp ra. Mình nhớ cái hôm mà đón các cầu thủ này tại sân bay thì họ mang 5 chiếc xe đạp cơ. Có thể là họ sẽ phải tập nhiều lúc, nhiều nơi. Nhưng mà tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình này thì họ mang tận cái xe đạp ra đây. Thì các bạn biết được là họ cầu kỳ như thế nào. Và những cái vật dụng này như mình đã nói là đã được vận chuyển bằng chiếc xe tải 10 tấn, chở 10 tấn. Và liên tục đi cùng đội tuyển Ả Rập Xê Út đến những nơi tập luyện. Rõ ràng là một sự chuẩn bị khá chu đáo. Và đặc biệt cũng là rất dị nữa. Đất nước Ả Rập Xê Út thì thực ra là khá nóng. Cái trận đấu diễn ra tại Ả Rập Xê Út thì chúng ta đã phải đối mặt với cái nhiệt độ lên đến khoảng 37-38 độ cho đến 40 độ. Và chỉ đến buổi tối thì nhiệt độ mới có giảm đôi chút. Rất là hầm hập. Tuy nhiên là đến Việt Nam thì đội tuyển Ả Rập Xê Út này đang phải đối đầu với một cái thời tiết là khác hẳn. Nhưng với những người Việt Nam thì đây là một thời tiết cực kỳ dễ chịu, không quá lạnh và có một cảm giác rất mát giống mùa thu tại Hà Nội. Có một đôi chút khác biệt là cái độ ẩm của Ả Rập Xê Út với cả độ ẩm của Việt Nam thì nó lại không quá khác nhau. Lúc này thì chúng ta đang hơi khô một chút, nhiệt độ đang hơi khô một chút. Những ai sống ở Hà Nội các bạn sẽ cảm thấy tại Ả Rập Xê Út thì cũng vậy. Khác với Dubai thì Ả Rập Xê Út cũng có một cái khí hậu hơi khô. Mình còn nhớ là trong các cái khách sạn mà những cái thành viên của đội tuyển Việt Nam ở thì cũng phải để những cái khăn ướt hoặc là những cái chậu nước để làm sao là tránh được cái sự khô. Tuy nhiên là cái không khí thì nó đang khá là bụi. Và thực tế là những ai mà không quen không khí tại Hà Nội lúc này thì hay bị những cái bệnh liên quan đến cảm cúm đó. Từ nãy đến giờ thì các bạn, mình đã để các bạn quan sát rất là kỹ cầu thủ đạp xe đạp như này. Và các bạn thấy là một nhóm cầu thủ ra đến ngồi xếp hàng để từng người đạp xe một các bạn ạ. Chứ không phải ai cũng đạp xe đâu. Rõ ràng là họ đã chia rất là kỹ những cầu thủ gặp vấn đề và phải đạp xe và những cầu thủ thoải mái khởi động. Tình hình lực lượng của Ả Rập Xê Út theo mình được biết thì cũng phần lớn các cầu thủ đều cũng khỏe mạnh và được triệu tập trong lần này thì cũng đều sẵn sàng để bước vào những trận đấu. Họ cũng khác so với Nhật Bản khi mà họ tập trung và hội quân một cách đầy đủ chứ không cập dập và tách lẻ như Nhật Bản. Rõ ràng là chúng ta sẽ phải chuẩn bị phải đối đầu với một đội bóng có một tập thể chuẩn bị rất là kỹ. Trong những buổi trả lời họp báo, trong cái buổi trả lời báo trước đó thì các cầu thủ của Ả Rập Xê Út cũng đã nói rằng là họ có sự chuẩn bị kỹ càng trong các buổi tập và tập luyện chăm chỉ chứ không phải có một bí quyết nào quá lớn về cái việc là có những màn trình diễn tốt. Rõ ràng là trong cái bảng đấu mà có cả Nhật Bản, Úc thì Ả Rập Xê Út đã nổi lên là một ứng cử viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp rồi. Mình nghĩ rằng họ sẽ đi tiếp thôi với một cái lợi thế rất là lớn và họ còn nhiều trận đấu trên sân nhà nữa cơ. Lúc này thì họ đang đi làm khách tại Mỹ Đình. Cũng trong buổi họp báo thì mình có nhớ là huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nói về cái điểm yếu của Ả Rập Xê Út khi mà họ dâng lên rất là cao, đặc biệt là hai cánh. Và khi mà chúng ta thoát được cái việc pressing hay là block thì chúng ta sẽ có những cơ hội để triển khai được phương án tấn công. Thực ra đó là một cái ý rất là đúng, vì chúng ta quan sát được những đội bóng mà tấn công và chơi cửa trên thì thường thường sẽ để lộ ra những cái khoảng trống phía sau rất là nhiều. Đương nhiên là chúng ta sẽ phải còn có những cái cơ hội từ những pha xử lý bóng khôn khéo của từ hậu vệ cho đến tiền vệ để có thể thoát được và đưa được quả bóng lên phía trên. Sẽ là những cái bài toán và sẽ là những cái cách chơi đầy thông minh, đầy tư duy
và phải có một cái sự phối hợp với nhau rất là tốt thì mới thực hiện được những cái bài như thế này. Bởi vì rõ ràng các bạn thấy là những đội bóng cửa trên thì thường thường họ rất tự tin chơi tấn công, và chỉ có sơ hở, chỉ có sai sót họ mới khiến thì họ mới phải trả giá thôi. Còn lại thì với những đội bóng mà chơi cửa dưới phòng ngự phản công như thế thì thực ra là chúng ta khi mà chúng ta chịu một sức ép thì chúng ta phải cố gắng làm sao mà vượt qua được cái sức ép đó, và phải thực sự là tập trung để có thể có được những cơ hội từ những pha phản công. Tất cả nói chung chỉ là về mặt lý thuyết thôi, còn khi vào trận đấu thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Các bên ở trận đấu lượt đi thì thực ra là chúng ta đã thi đấu rất là tốt cho đến khi mà Duy Mạnh đã phải gặp một tấm thẻ đỏ. Mình thực sự là rất là tiếc trận đấu đấy. Chúng ta đã có một thế trận rất là hay trước Ả Rập Xê Út và mạnh dạn đưa những quả bóng lên trên và tấn công. Tuy nhiên là chúng ta đã bị gần như là đổ bể kế hoạch khi mà Duy Mạnh đã phải nhận một tấm thẻ đỏ. Lúc này thì công nghệ VAR đang cho thấy cái sự khác biệt của mình với đặc biệt với đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đã thiếu kinh nghiệm và đã phải chịu thua rất nhiều từ những tình huống VAR. Nhưng trận đấu tập Nhật Bản cho thấy là chúng ta đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm, và chúng ta lại còn được hưởng một cái lợi thế từ VAR nữa. Hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục có được những cái may mắn đến từ công nghệ VAR. Với bản thân mình thì mình chỉ mong là đội tuyển của chúng ta không cần dùng VAR trong trận đấu thôi, chứ mình cũng không mong là chúng ta gọi là cần VAR để làm gì cả. Vì thực ra VAR là một cái rất là hai mặt, chẳng may mà VAR nó phản lại tác dụng và chúng ta phải lĩnh những cái hậu quả thì thực ra là rất là điều đáng buồn. Mình chỉ mong là VAR sẽ không hiện hữu cho trận đấu tới thôi, chứ mình cũng chẳng mong là VAR xuất hiện để làm gì cả. Theo quan sát của mình thì lúc này ở khu vực thủ môn, khu vực khung thành ở giữa vòng sân thì họ đã mang ra một cái khung thành để sẵn sàng một cái bài tập trận trước tại cái buổi tập lần trước tại Nhật của Nhật Bản thì cũng giống thế, họ đá đối kháng nửa sân các bạn ạ. Thực ra những cái bài tập làm quen sân thì khá giống nhau đấy. Mình thấy là cái giao án nó chưa có quá nhiều khác biệt từ những cái dụng cụ như này. Tuy nhiên là mỗi cái đội bóng nó sẽ có những cái giao án cụ thể khác nhau, nhưng mà cái cách thi triển những cái giao án thì chủ yếu là để làm quen sân bóng và để tập những cái bài thi đấu đối kháng và làm quen được cái mặt sân, đó là cái điều quan trọng nhất. Thì mình nghĩ rằng cái việc chiến thuật thì họ sẽ có những cái buổi tập khác, còn cái buổi làm quen sân thì gần như là chúng ta sẽ chỉ được thấy họ làm quen sân, sau đó là kể cả có tập kín đi chăng nữa thì họ cũng chủ yếu là lắp ráp một số những cái mảng miếng cuối cùng thôi, chứ còn những cái mảng miếng chiến thuật rồi là các thứ thì họ sẽ chăm chút vào những cái bài tập trước đó rất là lâu rồi, chứ không phải đến bây giờ họ mới tập luyện, bây giờ họ chỉ lắp ráp lại thôi. Thực ra từ nãy đến giờ thì họ vẫn chưa chính thức bước vào cái buổi tập đâu các bạn ạ. Từ nãy đến giờ thì cái thời lượng tập luyện của họ chủ yếu là do chưa đến thời điểm tập luyện chính thức nên họ mới phải đá vui vẻ như thế này. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi đến khoảnh khắc tập chính thức của họ xem sao. Tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình thì trong trận đấu ngày 16 tháng 11 thì các bạn, những ai mà có tấm vé thì các bạn cũng nhớ đi xét nghiệm nhanh Covid, và đặc biệt là các bạn cũng để ý là Liên đoàn bóng đá Việt Nam chỉ phối hợp với đơn vị duy nhất là Melatech và không có một cái đơn vị nào khác tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình, vì có những cái trường hợp lần trước là có những khán giả đã bị lừa khi mà xét nghiệm ở một cái nơi không biết cụ thể, và rõ ràng là đó là những cái điều rất là đáng buồn. Dù khi mà là có vé mà không thể vào sân, và trận trước đáng ra chúng ta đón được khoảng tầm hơn 12.000 khán giả vào thì trận trước chúng ta chỉ đón được khoảng 11.000 thôi, vì có những người đã không đủ giấy tờ, xét nghiệm không đúng cách và đã không thể vào sân, rất là đáng tiếc. Và hy vọng là các bạn, nếu những ai đã có vé thì các bạn hãy đến các cái cơ sở mà y tế mà được cấp phép, cũng như là hoặc là tốt nhất là phối hợp với đơn vị nào mà phối hợp với cả Liên đoàn bóng Việt Nam ấy, để các bạn xét nghiệm. Sáng 16 các bạn xét nghiệm vẫn kịp, bởi vì
lần này thì chúng ta xét nghiệm xét nhanh thôi, không phải xét PCR. Cho nên là các bạn hãy cố gắng đi xét nghiệm sớm các bạn nhé. Mình thì mình vẫn hy vọng là chúng ta với sự cổ vũ của khán giả trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chúng ta sẽ có được những cái lợi thế. Đặc biệt là các bạn thấy là trong các cái trận đấu chúng ta thi đấu trên sân khách tại Tây Á ấy, thì họ gây ra rất nhiều những khó khăn cho chúng ta, từ cái việc là họ hát những cái bài hát của đất nước họ cho đến là cái phong cách cổ vũ tại sân bóng thật sự là rất là khó chịu, và hy vọng là chúng ta sẽ tạo ra khó chịu với đối thủ. Lúc này thì chủ tịch Liên đoàn bóng đá của Ả Rập Xê Út cũng đã có mặt để đưa ra những lời động viên, dặn dò, nhắc nhở. Sáng nay thì ông này cũng có mặt tại Việt Nam qua một chuyến bay từ Ả Rập Xê Út sang đây. Và chắc chắn là họ đang thực sự trông mong các cầu thủ. Các bạn thấy là họ có truyền thông rất là kỹ càng cho một cái trận đấu như thế này, đủ hiểu là họ khát khao như thế nào. Nói chung là nếu mà nói về khát khao thì khéo đội tuyển Việt Nam chúng ta khát khao 1 thì họ khát khao 10 cơ. Vì với chúng ta thì có thể là không vào đến vòng chung kết World Cup thì là một điều mà cũng bình thường, bởi vì chúng ta mới có lần đầu tiên tham dự vòng loại cuối cùng thôi. Nhưng mà với Ả Rập Xê Út thì nếu như không được vào vòng chung kết World Cup thì có lẽ với họ là một thất bại mất. Bởi vì họ là một đội bóng rất là mạnh tại châu Á và họ cũng có nhiều lần tham dự vòng chung kết World Cup rồi. Đây sẽ là lần tiếp theo nếu như họ có được những kết quả tốt trong thời gian sắp tới. Lúc này thì họ đang nắm một lợi thế rất là lớn khi họ đứng đầu bảng. Và những đối thủ tiếp theo của họ thì họ hoàn toàn có quyền tự quyết. Một tập thể mạnh, và thực sự là mình thấy là Ả Rập Xê Út nếu như có thể vào vòng chung kết World Cup sẽ là một chú ngựa ô của giải đấu. Bởi vì đây là một tập thể mà mình đánh giá rất cao. Cái lối chơi tập thể mà cái lối chơi khó chịu chứ không phải là lối chơi cá nhân. Các bạn thấy là vừa rồi thì Bồ Đào Nha cũng đã phải, Ronaldo cũng đã phải khóc trong trận đấu gặp Serbia, và họ đã phải chờ đợi một trận đấu playoff để quyết định xem là mình có được đi tại vòng loại World Cup hay không. Và các bạn thấy là một lối chơi tập thể sẽ quan trọng hơn rất nhiều với một lối chơi mà chỉ dựa dẫm vào một vài những cá nhân nổi bật. Nhật Bản cũng thế, Nhật Bản là một đội bóng mà có quá nhiều những ngôi sao, nhưng mà rõ ràng cái tính gắn kết của họ đang bị yếu, cho nên là họ đã nhận những cái kết quả rất chai đắng. Trận đấu gặp Oman, Nhật Bản đã thua. Một trận đấu mà có thể nói là nhiều báo chí đây coi đây là một cái cú sốc của bóng đá châu Á. Và rõ ràng là cái tính gắn kết trong một đội bóng là một điều mà huấn luyện viên Rednap cũng đang hiểu rõ và đã làm rất là tốt trong quãng thời gian vừa rồi. Về nhà mà mình zoom ra thì nó giống như này đúng không? Về nhà mà khi trả lời họp báo thì họ cũng nói rất nhiều về tinh thần tập thể, và bản thân huấn luyện viên Rednap cũng nói rằng là nếu tại cái vòng loại này thì cái đội bóng nào không tập thể thì sẽ không thể nào mà có được những kết quả tốt được. Không phải là một tập thể tốt thì sẽ không có được kết quả tốt được. Rồi quay trở lại với hình ảnh trong buổi tập thì sau khi mà họ chạy một vài những cái bước chạy ở sân thì bây giờ họ đang cầm quả bóng và di chuyển. Như vậy các bạn thấy là những cái bài khởi động khá khác với chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta, đội tuyển Việt Nam chúng ta thường khởi động không bóng, chạy đi chạy lại rồi là tập những cái bài liên quan đến khởi động rất là kỹ. Sau đó chúng ta mới chạm bóng, còn bây giờ thì họ chạm bóng luôn. Đây là một cầu thủ của đội tuyển Ả Rập Xê Út đang gặp một cái vấn đề, và vừa nãy thì cầu thủ này cũng đạp xe, bây giờ thì cầu thủ này phải tập ngoài, đi bộ bên ngoài. Rõ ràng là họ có những cái tổn thất về mặt lực lượng, nhưng mình nghĩ rằng là đây cũng không phải là điều quá quan trọng. Đấy, các bạn thấy không, khi mà một đội bóng tập thể thì các bạn thấy là một thành viên không quá nổi bật bị chấn thương thì hoàn toàn có những cầu thủ khác có thể chám được vào vị trí, và họ cũng không có quá nhiều những cái sự ưu phiền lo lắng về cái việc này. Đây là đội trưởng Farai. Mình đã quan sát bầu này rất là kỹ từ cái trận đấu lượt đi cho đến những cái màn trình diễn trong các trận đấu vừa rồi. Cầu thủ này thực sự đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Cầu thủ này thì thực sự ra sân tập thì cũng khá là trầm ngâm. Các bạn thấy là toàn đội đang tập luyện, đang chuyền bóng thì riêng anh này đang có những bài khởi động rất lạ, rất khác. Cầu thủ này có một cái thể hình khá mảnh khảnh, và mình liên tưởng đến cầu thủ Riyad Mahrez
của câu lạc bộ Manchester City. Và trong ngoại hình cũng khá là giống nữa. Lúc này thì đội Ả Rập Xê Út đang chuẩn bị thi triển cái bài đá ma. Họ đang chuẩn bị đá ma với nhau. Thành phần mà đội tuyển Ả Rập Xê Út mang sang Việt Nam lần này thì gần như 90% là các cầu thủ đã từng gặp chúng ta ở lượt đi. Nhóm một cầu thủ rất quen thuộc, có Farai là nhạc trưởng. Có một điểm khác biệt trong trận đấu lượt về này, đó là cái sự góp mặt của Công Phượng ở phía Việt Nam. Trận đấu lượt đi thì chúng ta sẽ không, đã không có sự góp mặt của Công Phượng, và chúng ta thi đấu với cặp tấn công là Phan Văn Đức và Tiến Linh. Nhưng lúc này thì Công Phượng đã có mặt, và các bạn thấy là trận đấu gặp Nhật Bản thì thực tế chúng ta đã được chứng kiến cái sự phối hợp của Công Phượng lẫn Tiến Linh khá là ok. Đằng sau chúng ta, đằng sau hai cầu thủ này còn có Quang Hải nữa, cầu thủ đang cho thấy cái cảm hứng của mình khi thi đấu tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Và mình cũng tin là trong trận đấu sắp tới Quang Hải sẽ tiếp tục có những màn trình diễn hay bên cạnh Tuấn Anh, Hoàng Đức, và sẽ giúp cho Tiến Linh cũng như là Công Phượng có thêm được nhiều những cơ hội. Mình vẫn còn nhớ cái trận đấu gặp Nhật Bản thì Tiến Linh cũng đã có một cơ hội dứt điểm từ phía ngoài vòng cấm, nhưng mà đó là một phút khá xa. Sau đó trong những phút cuối trận ở hiệp 2 thì Xuân Trường đã có được khoảng trống để đưa ra một cú dứt điểm, nhưng mà rất tiếc là cú dứt điểm của Xuân Trường đã không đi trúng mục tiêu. Và chúng ta đang dần cải thiện mình khi mà chúng ta đang gần chạm được đến cái đích, đó là dứt điểm được đúng khung thành của đối thủ, và chúng ta sắp chạm được một cái đích là có được điểm số rồi. Mình là rất hy vọng vào cái điều này. Chúng ta đã nghiên cứu đối thủ rất kỹ, nhưng mình nghĩ rằng họ cũng vậy thôi. Họ đã nghiên cứu chúng ta biết bao nhiêu trận đấu rồi. Trận đấu lượt đi thì sau họ đã hơi chủ quan và họ đã để chúng ta ghi bàn. Tuy nhiên là ở trận đấu lượt về này, sau khi họ đã cảnh giác hơn, thì mình nghĩ rằng việc chọc thủng lưới một đội bóng như Ả Rập Xê Út thì cũng sẽ càng khó khăn hơn ở trận đấu lượt đi nữa cơ. Chính vì thế mà chúng ta cần phải thực sự rất là cố gắng. Mình cũng mong muốn là dịch bệnh nó qua nhanh để sân vận động quốc gia Mỹ Đình trở thành một chảo lửa và tạo ra một sức ép thực sự. Chứ mình thấy là cái số lượng người vào sân của vận động quốc gia Mỹ Đình trong trận đấu gặp Nhật Bản vừa rồi, mặc dù cũng là một con số khá ấn tượng trong thời điểm dịch bệnh như này, nhưng mà so với sức chứa của sân thì nó rất là yếu, và nó chưa thể nào mà tạo ra một cơn gọi là cơn bão trên khán đài, hay là một cái trở thành một cầu thủ thứ 12 ở trên sân. Các bạn thấy là thi đấu tại Ả Rập Xê Út hay là tại những cái đất nước như Oman, hay là những cái đối thủ của chúng ta tại Tây Á, thì chúng ta thực tế là đã phải đối mặt với các cổ động viên Ả Rập Xê Út và cổ động viên tại Oman. Thật sự là những cái sự cổ vũ rất là khó chịu rồi. Và mình cũng mong là khi mà đến Mỹ Đình thì chúng ta sẽ có được một cái không gian cổ vũ làm sao để cho các cái đối thủ khó chịu. Tuy nhiên là cái này thì phụ thuộc rất là lớn vào cái tình hình dịch bệnh và cái quy định của bên y tế tại Việt Nam. Và chắc chắn là chúng ta sẽ dần dần sẽ phải sống chung với cái dịch bệnh như thế này. Các đất nước lớn thì bây giờ cũng chấp nhận cái việc là sẽ phải để cho người dân sống chung với cả dịch bệnh. Ai có bệnh thì đi chữa, và ai chưa tiêm thì phải tiêm đầy đủ. Và chúng ta sẽ phải coi cái bệnh này thành cái cúm mùa thông thường. Nhưng mà câu chuyện này là câu chuyện mình nghĩ rằng sẽ còn mất rất nhiều thời gian nữa. Hiện tại thì các bạn thấy là vào sân chúng ta phải thực hiện cái quy định test Covid, rồi là làm rất là nhiều những thủ tục để làm sao mà giúp cho cái sự an toàn của an toàn về sức khỏe, an toàn về dịch bệnh được đảm bảo đặt lên hàng đầu. Đó là một chút những thông tin bên lề thôi. Quay trở lại với ngành trong buổi tập thì đội chủ yếu đá ma, và sắp đến lúc mà mình cũng phải dừng lại cái buổi tác nghiệp của mình ở đây rồi. Thực tế là khác với Nhật Bản thì Ả Rập Xê Út không có quá nhiều ngôi sao, và cũng không có quá nhiều điều để nói về một tập thể không có quá nhiều ngôi sao như này. Một lối chơi tập thể của chúng ta thực sự là sẽ phải chờ đợi đến trận đấu để chúng ta biết được là hai tập thể gặp nhau thì sẽ đội nào sẽ thực hiện và sẽ chơi tốt hơn mà thôi. Các phóng viên ảnh tại Việt Nam hôm nay đi tác nghiệp thì thực sự là cũng chỉ
biết được một vài những cầu thủ để có thể chụp lại những tấm ảnh, chứ không có biết được quá nhiều các cầu thủ tại Ả Rập Xê Út. Khác hẳn với một đội bóng có nhiều cầu thủ chơi tại châu Âu như Nhật Bản, thì Ả Rập Xê Út là một tập thể mà phần lớn các cầu thủ thi đấu tại giải vô địch quốc gia của họ, đặc biệt là những đội bóng lớn tại đất nước Ả Rập Xê Út. Các bạn thấy là sau khi họ đá bóng ma tại một góc thì họ đá một lúc xong thì họ sẽ di chuyển tới một góc khác, bởi vì cái mặt sân nó bắt đầu bị sới lên. Nhưng mà có nhiều người cứ thắc mắc là đây là cái điều kiện mặt sân nó không tốt hay như nào đấy, thì mình cũng xin được nói lại với các bạn là ở trong các cái ở tại các cái đội bóng lớn cũng thế thôi, hay là sân bóng lớn cũng thế thôi. Khi mà các cầu thủ thì di chuyển liên tục tại một cái khu vực thì cái mặt sân luôn luôn nó sẽ bị cày lên, bởi vì đây là mặt cỏ thật. Và các bạn biết là cỏ thật thì nó sẽ có đất và sẽ có cỏ, và đương nhiên là khi mà có đất có cỏ như thế, nó không phải là một mặt cứng hay là mặt cố định nào cả, thì cái việc mặt sân bị sới lên là một chuyện rất là dễ hiểu. Và cái điều quan trọng nhất là sau khi sới lên như này thì các nhân viên phải có nhiệm vụ chăm sóc. Chính vì thế mà các bạn thấy là sau các cái trận, trong các cái trận đấu tại sau mỗi hiệp đấu thì có những cái xe người ta hay tại Bui Ram, mình vẫn nhớ là họ có những cái xe là mặt cỏ, họ đi làm mấy vòng sân và để cho mặt sân nó thật sự là đẹp hơn rất là nhiều. Đó là điều mà vô cùng dễ hiểu và chúng ta phải nên hiểu việc đó. Mặt sân Mỹ Đình lúc này rất là ok rồi các bạn nhé, không có vấn đề gì cả các bạn ạ. Trong cái buổi họp báo trước trận đấu thì những cái anh chàng cầu thủ cả cả huấn luyện thì đều rồi nhầm, có lẽ là đây cũng là những khoảnh khắc cuối cùng mà mình muốn gửi đến các bạn ở video làm quen sân vận động quốc gia Mỹ Đình của đội tuyển Ả Rập Xê Út rồi. Các bạn đừng quên là trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 16 tháng 11 năm 2021 và được tường thuật trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội và kênh Tuyển Văn Hóa. Còn nếu các bạn xem TV, các bạn lên kênh VTV6 và đừng quên bấm like, subscribe kênh Tết Trần TV và nhận và bấm nút chuông để nhận được những thông báo mỗi khi có clip mới. Bây giờ là lúc mà mình nghĩ rằng các bạn cũng để lại những lời chúc đến đội tuyển Việt Nam, và mình hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo làm nên một điều gì đó trước những đội bóng mạnh như thế này, để có thể là có được điểm số đầu tiên mở điểm cho bóng đá Việt Nam tại sân chơi hàng đầu châu lục vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và xin được kính chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Luôn có